Yêu Thích Ẩm Thực mến chào các bạn, mến chúc các bạn luôn vui khỏe mỗi ngày. Hôm nay Yêu Thích Ẩm Thực muốn chia sẻ cho các bạn một món ăn rất là đơn giản luôn, đó là canh nghêu nấu khế. Xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nha. Nguyên liệu ở đây thì có là nửa ký nghêu, hai trái cà chua, hai trái khế chua và ngò để nêm, một trái ớt nữa. Nghêu sau khi rửa sạch thì Thúy sẽ cho nghêu vào nồi và Thúy sẽ cho vào đây là 700ml nước để luộc. Trong cái thời gian mình luộc nghêu thì mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác. Khế sau khi rửa sạch thì mình sẽ cắt thành từng miếng mỏng mỏng như thế này. Khế nấu nghêu thì mình sẽ sử dụng khế chua chứ mình không sử dụng khế ngọt ha các bạn. Và mình sử dụng trái xanh thì cái độ chua của nó sẽ chua hơn là những cái trái khế chín. Nó làm cho cái nước canh của mình nó có vị chua rất là ngon luôn á các bạn. Thúy rất là thích ăn canh chua mà nấu với khế hoặc là với trái xoài chua. Nó có mùi thơm rất là thơm luôn, thơm hơn me nhiều á các bạn. Khế sau khi cắt xong rồi thì Thúy sẽ loại bỏ những cái hột này ha các bạn. Cà chua thì Thúy cũng loại bỏ cái phần hộp này bớt đi. Và Thúy cũng cắt cà chua thành từng miếng nhỏ. Các bạn có thể cắt hình muối cam cũng được. Thúy cắt hình xéo xéo như vậy. Ớt và ngò để nêm canh nè, Thúy cũng cắt nhuyễn luôn. Nghêu sau khi chín thì mình sẽ lấy cái thịt nghêu ra nha các bạn. Nước luộc nghêu thì Thúy cũng đã lọc ra và Thúy giữ lại khoảng 500ml, tí xíu nữa mình sẽ nấu bằng nước luộc nghêu này ha các bạn. Nửa ký nghêu mà Thúy chỉ lấy ra được có nhiêu đây thịt nè. Thúy giữ lại một ít vỏ nghêu để tí xíu nữa trang trí cho đẹp á các bạn. Ướp vào đây là một muỗng cà phê hành tím, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê nước mắm và một tí xíu tiêu. Mình sẽ cho dầu vào nồi, đợi dầu sôi thì mình sẽ cho hành tím vào mình phi thơm. Thơm rồi thì sẽ cho cà chua vào. Rồi tiếp theo thì Thúy sẽ cho thịt nghêu vào luôn. Mình sẽ đảo đều ha. Rồi mình cho hết cái phần nước luộc nghêu này vào luôn ha các bạn. Rồi cho khế vào luôn. Sau đó mình sẽ nêm nếm lại. Các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình cho vừa miệng ha các bạn. Ở đây thì Thúy sẽ cho nửa muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh muối và cho nửa muỗng canh đường cát. Rồi mình sẽ vặn lửa to cho nó sôi trở lại một lần nữa ha các bạn. Thì nó đã sôi lên, bây giờ mình sẽ vớt cái bọt này ra. Rồi mình sẽ tắt bếp, sau đó mình cho ra tô và thưởng thức thôi. Mình sẽ cho vào tô một ít ngò và vài lát ớt. Canh khế nấu nghêu rất là đơn giản dễ làm mà lại ngon miệng nữa. Thúy cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy. Nếu như mà các bạn thích video của Thúy thì hãy đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video mới hơn của mình nha. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.